Tôi đang cách di sản văn hóa thế giới Wat Phu ở Champasak, miền Nam nước Lào, 7 cây số nữa. Và ngay đầu đường vào ở đây đã có cái bảng chào welcome thành phố cổ Champasak. Đây có cái bảng được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tôi rất hạnh phúc khi đã được đến đây. Một nền văn minh tiền Angkor, một cái vương quốc cổ đại vùng Đông Nam Á, sớm ảnh hưởng Bà La Môn giáo truyền từ Ấn Độ theo dòng Mekong về đến vùng Champasak này, hình thành nên một trung tâm tôn giáo tín ngưỡng rất độc đáo, gần như còn cổ kính nguyên vẹn, và qua hàng ngàn năm người dân ở đây vẫn còn bảo tồn gìn giữ, chứng minh với thế giới một điều là nền văn hóa văn minh Ấn Độ đã truyền đến tận bán đảo Đông Dương ngay bên dòng sông Mekong tại Champasak. Tôi chuẩn bị đến trung tâm tôn giáo tâm linh di sản văn hóa thế giới Wat Phu, chùa Wat Phu, ảnh hưởng Bà La Môn giáo và Phật giáo tiểu thừa. Xin mời quý vị hãy đến Champasak, thành phố cổ nổi tiếng của Nam Lào và bán đảo Đông Dương.